hệ thống tuyến nút giao thông bố trí không hợp lý, lượng lưu thông lớn với đủ các loại xe, ý thức người tham gia kém. Đây là thực trạng giao thông tại cửa ngõ các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Quảng Ngãi. Chính điều này đang biến khu vực này thành điểm đen về tai nạn. Như tại khu công nghiệp Tịnh Phong và V-Ship Quảng Ngãi, có khoảng 20.000 công nhân, lưu lượng phương tiện cao. Bên cạnh đó, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A và tỉnh lộ 622, hai bên đường, các hàng quán đã che lấn cả hành lang an toàn giao thông và ngã tư lại nằm ở khu vực khu dân cư, gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Từ thực tế này, đòi hỏi ngành chức năng cần sớm có phương án xử lý.